một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã trở lại căn cứ an toàn sau khi động cơ trúng hai tên lửa của Ukraine. TASS dẫn lời điều phối viên của một phi đội Nga cho biết, ngày 16 tháng 5, hai tên lửa Stinger của Ukraine đã bắn trúng động cơ của máy bay, song máy bay đã trở lại và hạ cánh an toàn ở căn cứ. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ thời gian và địa điểm máy bay này trúng tên lửa, cũng như sứ mệnh mà Su-25 đang thực hiện ở Ukraine khi bị tấn công. Su-25 là một máy bay tấn công mặt đất được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Nó có thể hoạt động ở tọa độ tương đối thấp. Trong khi đó, Stinger là tên lửa phòng không vác vai, còn được biết tới là tên lửa đất đối không do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục cung cấp các loại tên lửa này cùng với tên lửa chống tăng Javelin, giúp cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Nó có thể phá hủy chiến đấu cơ cũng như các loại tên lửa khác. Thưa quý vị, Điện Kremlin mới đây cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO có thể kéo theo tình huống tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và một số trong các thành viên liên minh quân sự này. Trả lời câu hỏi về việc Phần Lan và Thụy Điển tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, điều đó không giúp tăng cường cơ cấu an ninh ở châu Âu và Moscow sẽ theo dõi sát vấn đề này. Việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông với việc kết nạp các quốc gia Liên Xô cũ khiến Nga cảm thấy bất an. Moscow cho rằng điều này kéo theo mối đe dọa lớn đến an ninh của Nga. Trong khi đó, Ukraine đã củng cố ý định gia nhập NATO trong bản sửa đổi hiến pháp được Quốc hội nước này thông qua cách đây một vài năm. NATO cũng lần đầu tiên thông báo về việc chấp nhận Ukraine vào liên minh một ngày nào đó vào năm 2008. Việc chấp nhận Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến tình huống Nga xảy ra tranh chấp lãnh thổ với một thành viên của liên minh này, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay. Chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với Phần Lan hay Thụy Điển. Trong khi đó, nếu Ukraine gia nhập liên minh có thể kéo theo tình huống tranh chấp lãnh thổ giữa Nga với một quốc gia thành viên của liên minh này. Ukraine, nước láng giềng của Nga, từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và Liên minh châu Âu-EU. Thậm chí Kiev đã đưa mục tiêu trở thành thành viên NATO vào hiến pháp. Khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Moscow đã tuyên bố rõ chiến dịch chỉ kết thúc khi Kiev cam kết trung lập, không gia nhập NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ và phải công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga. Tuy nhiên, Ukraine dường như vẫn chưa từ bỏ tham vọng này. Ukraine cũng từ chối thỏa hiệp về vấn đề Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev cho rằng bất hợp pháp. Chiến dịch của Nga khiến hai quốc gia khác trong khu vực gồm Thụy Điển và Phần Lan thay đổi chính sách trung gian duy trì hàng chục năm qua. Cả Phần Lan và Thụy Điển trong tuần qua quyết định sẽ nộp đơn gia nhập NATO, bất chấp cảnh báo của Nga. Họ cho rằng trở thành thành viên của liên minh quân sự này sẽ giúp tăng cường an ninh không chỉ cho họ mà cho toàn châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 5 cảnh báo, Thụy Điển và Phần Lan sẽ chịu hậu quả sâu rộng từ sai lầm lớn với quyết định này. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho hay, Nga không phản đối Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sẽ phản ứng lại nếu NATO mở rộng hạ tầng cơ sở tại hai nước này. Với việc Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức tuyên bố ý định gia nhập NATO, danh sách quốc gia trung lập hoặc là không liên kết ở châu Âu có thể sẽ bị thu hẹp lại. Những lo ngại an ninh liên quan tới cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã thay đổi tính toán của Thụy Điển và Phần Lan, đồng thời cũng khiến các nước có truyền thống trung lập khác phải cân nhắc lại khái niệm này thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với chính họ. Việc gia nhập NATO từng là viễn cảnh xa vời với Thụy Điển và Phần Lan chỉ vài tháng trước. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến cả Thụy Điển lẫn Phần Lan phải suy nghĩ lại về nhu cầu an ninh của họ và tìm kiếm sự an toàn trong một liên minh mà họ đã đứng ngoài trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Chính sách không gia nhập liên minh quân sự đã phục sự tốt cho Thụy Điển trong 200 năm qua, nhưng chính sách trên không còn phù hợp trong tương lai. Việc gia nhập NATO sẽ tốt cho Thụy Điển và không nhằm mục đích chống lại Nga. Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Theo giới chuyên gia, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ làm tăng gấp đôi đường biên giới đất liền giữa Nga và NATO, cũng có nghĩa làm gia tăng các rủi ro đối đầu. Cùng với đó, việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh sẽ biến biển Baltic thành biển NATO.
Nhiều năm qua, hai nước này từ chối gia nhập NATO là một cách để giúp họ tránh xa nguồn nhiệt. Nhưng hiện tại, chiều hướng đã thay đổi. Việc tham gia liên minh có thể đồng nghĩa với việc lập kế hoạch và huấn luyện quân sự chung giữa Phần Lan, Thụy Điển và 30 thành viên hiện tại của NATO. Tất nhiên sẽ có sự chuẩn bị cho các trường hợp bất thường như một phần để ngăn chặn bất kỳ cuộc phiêu lưu nào mà người Nga có thể đang nghĩ đến. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Một điểm đáng chú ý trong vụ án này là trong quá trình khám xét căn biệt thự của nguyên Chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà, cơ quan chức năng đã niêm phong tạm giữ 4 xe sang có tổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Vậy với vụ án này, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long phải đối diện án phạt nào và khối tài sản khổng lồ như biệt thự siêu xe sẽ bị xử lý ra sao? Đây là câu hỏi được chúng tôi gửi tới luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp. Vâng ạ, xin mời luật sư Cường ạ. Với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Thì khoản 2 điều 356 quy định là trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc là phạm tội 2 lần trở lên hoặc là gây thiệt hại đến tài sản từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì người phạm tội sẽ phải chịu cái mức hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Như vậy với quyết định khởi tố bị can hiện nay thì ông Phạm Hồng Hà sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù. Ngoài ra thì Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định là trong quá trình điều tra vụ án hình sự thì cơ quan điều tra có trách nhiệm thu giữ các tài liệu đồ vật, những cái vật chứng của vụ án hình sự. Cụ thể vật chứng của vụ án hình sự thì được quy định tại điều 89 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Thế theo đó là những cái đồ vật, tài liệu có liên quan đến tội phạm, có dấu vết của tội phạm hoặc là những cái công cụ phương tiện mà người phạm tội thực hiện để thực hiện hành vi, sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đó là những vật chứng của vụ án. Với những vật chứng của vụ án thì việc xử lý vật chứng sẽ căn cứ vào quy định tại điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, 4 chiếc xe ô tô mà cơ quan điều tra tạm giữ từ nhà của ông cựu chủ tịch thành phố Hạ Long này thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ là 4 chiếc xe ô tô này có phải là tài sản do phạm tội mà có hay không, có sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội hay không và 4 chiếc xe ô tô này là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân nào. Trong những trường hợp mà tài sản do phạm tội mà có hoặc là công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội thì những cái tài sản này sẽ bị phát mại để xung công. Thế còn trường hợp mà những tài sản này không phải do phạm tội mà có, cũng không phải là công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội mà là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức của cá nhân khác thì cơ quan điều tra sẽ trả lại tài sản cho chủ sở hữu theo quy định tại điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình liên quan đến kinh doanh bất động sản trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số người có biểu hiện bất minh, trong đó nổi lên là Âu Thị Thanh Hằng. Tuy không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Hằng có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều tội phạm hình sự trên địa bàn và có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Không những thế, Hằng lại thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi ô tô Mercedes ở chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư tiền để chung vốn làm ăn. Theo đó, sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Âu Thị Thanh Hằng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu và tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Âu Thị Thanh Hằng được Hằng làm giả, một hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng đất, một ô tô Mercedes và nhiều giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản.
Tại cơ quan công an, bước đầu Hằng khai nhận do thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đất đang sốt, nhiều người dân đầu tư và kinh doanh bất động sản nên Hằng đã tự tạo cho mình vỏ bọc là một doanh nhân bất động sản thành đạt để kêu gọi chung vốn từ các nhà đầu tư. Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, Hằng đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đưa cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình. Với thủ đoạn đó, Hằng đã sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị PTMH, 31 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 giờ ngày 17 tháng 5 trên VTC Now. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, trả lời báo chí, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, thanh tra tỉnh này vừa có kết luận thanh tra về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám, điều trị bệnh năm 2020 và việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch năm 2021 đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thông tin, tại Vĩnh Long có một đơn vị mua sắm nhiều gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á là Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã thực hiện 11 gói mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. 11 gói mua hóa chất, vật tư nói trên được chia thành 35 gói thầu, gồm 32 gói thầu với hình thức chỉ định thầu, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng và 2 gói thầu hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tổng giá trị ký hợp đồng của các gói thầu là hơn 74,9 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện các gói thầu trên là từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Đáng chú ý là trong số các hợp đồng trên, Công ty Việt Á có tham gia 6 gói thầu với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất vật tư, môi trường phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR. Tổng giá trị phê duyệt kết quả trúng thầu, chỉ định thầu hơn 24 tỷ đồng. Theo thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh này đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với 6 gói thầu của Công ty Việt Á để phục vụ công tác điều tra. Kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, căn cứ công văn ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra chỉ tổng hợp số liệu của 6 gói thầu phát sinh giữa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, không tiến hành kiểm tra xác minh. Thưa quý vị, đề thi học kỳ tại một trường trung học cơ sở ở Đồng Nai được cho là có nội dung quảng cáo cho rượu Làng Vân, đang khiến phụ huynh bức xúc. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã yêu cầu Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa báo cáo về vụ việc. Trước đó, trong đề kiểm tra môn hóa học lớp 9, kỳ học 2 năm học 2021-2022, vào ngày 11 tháng 5, tại trường trung học cơ sở Long Bình Tân có một câu hỏi có nội dung như sau. Làng Vân thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Bắc Giang là nơi có truyền thống nấu rượu từ lâu đời. Cùng với thời gian, cái tên Làng Vân lại trở thành thương hiệu của một loại rượu nổi tiếng khắp cả nước, rượu Làng Vân. Không giống với các loại rượu khác, rượu Làng Vân uống êm, vị đậm, uống xong có cảm giác lâm ly, hương vị đặc biệt trong họng và không đau đầu. Trên nhãn của các chai rượu đều ghi số 350. Câu hỏi yêu cầu, hãy giải thích ý nghĩa của số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất trong 500ml rượu 350. Sau khi phát hiện nội dung câu hỏi này trong bài kiểm tra thì nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với cách đặt câu hỏi kiểm tra của nhà trường vì không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Theo phụ huynh, thay vì giáo dục cho các em nhận thức được tác hại của rượu thì nhà trường lại đi quảng cáo rượu giống như đang khuyến khích các em sử dụng. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa sau đó đã yêu cầu nhà trường ra soát, họp chuyên môn phân tích, đánh giá quy trình ra đề với tinh thần xử lý nghiêm khắc nếu việc ra đề thi không phù hợp.